Tiếp theo đến mẫu chuyện 33, Đức là đạo cả. Ông cai tổng Nguyễn Trung Chánh ở xã Bình Phước Xuân, Cù Lao Giang, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, An Giang. Ông là một nho học và giàu sang nhất trong vùng. Tuy theo nho giáo, nhưng ông rất sùng kính đạo Phật. Từ lâu, ông Chánh đã nghe tiếng Đức Quỳnh Giáo Chủ khai đạo độ dân tại xã Hòa Hảo. Lòng rất ngưỡng mộ, song chưa có dịp nào diện kiến. Hôm nọ khoảng tháng 6 năm Đức Dậu 1945, được tin Đức Giáo Chủ đi khuyến nông về đến Long Xuyên, ông mừng rỡ liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt, xem đi xem lại kỹ lưỡng rồi đến Long Xuyên chờ đón trước. Giờ may mắn đã đến, ông Chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy, lòng không ngớt thán phục. Ông theo Đức Thầy về đến chỗ nghỉ. Xong vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự nên phải đợi đến lúc Đức Thầy dùng cơm, ông Chánh mới đưa được bài thi hỏi ngài. Mặc dầu đang dùng bữa, nhưng Đức Thầy cũng vui vẻ tiếp lấy và đưa lên xem. Xem xong, ngài lập tức đáp lại bài thơ bằng cách ứng khẩu, ngâm lên cho một tín đồ chép, rồi ngài tiếp tục dùng cơm như thường. Đây là bài thi của ông cai tổng Chánh. Dự đạo từ lâu kinh nhiệm màu, để lòng tâm đạo biết nơi đâu. Dưới đây là bài thi đáp quả của Đức Thầy. Kinh nhiệm lòng nhân ấy mới mong, Đức là đạo cả chớ nơi đâu. Duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp lòng nhân đức lại sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thuật theo lời ban trị sự tỉnh Long Xuyên, phụ bạc tìm hiểu bài thi của ông Chánh qua câu 1, nhận thấy lòng ông đã sùng ngưỡng đạo Phật từ lâu, nhưng chỉ gìn giữ và giấu nhẹm trong tâm tư, chớ chưa bày tỏ cùng ai. Câu 2, tuy ông Chánh đã dốc tâm suy tìm đạo lý, nhưng chưa thấu đạt đâu là yếu lý của đạo. Câu 3, nay ông nhận nơi Đức Thầy là bậc từ bi giác ngộ, nên xin ngài mở lòng bác ái khai hóa cho. Câu 4, thêm một lần nữa, ông Chánh tha thiết mong cầu Đức Thầy chỉ dạy cho những lý thâm sâu trong đạo Pháp. Nội dung bài thi giải đáp của Đức Thầy qua câu 1, ngài cho ông Chánh biết bước đầu của người tầm đạo là phải khởi lòng nhân đối với vạn loài chúng sanh. Lòng nhân ấy cần xuất phát từ tâm chân thật, không cần ẩn ý mong cầu tiếng khen hay phúc báo. Câu 2, ngài dạy muốn thấu triệt chánh đạo cần phải tu đức, bởi đạo rất rộng lớn, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, nhưng không ngoài bản tâm thanh tịnh. Còn đức cũng chẳng phải ngoài tâm mà có được. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Song muốn tu đức phải có lòng từ bi bình đẳng, không dị ngã tham lam, không câu chấp thiên lệnh, lìa cả có không động tịnh. Đối với vạn cảnh vạn pháp, lòng như bất động. Bây giờ hành giả mới đạt được vô vi chánh đạo. Vô vi chánh đạo, hỡi người ơi. Câu 3, Đức Thầy nói rõ cho ông Chánh biết
Nhờ sẵn có duyên lành với đạo pháp từ trước, nên nay ông mới được Phật Thầy khai hóa cho. Câu 4. Ngài nhắc nhở ông Chánh, nếu muốn cho sự tu hành được kết quả như ý, thì bắt nguồn từ lòng nhân ái, lo tu bồi thêm lên mãi mãi, cho cái đức lành được luôn tươi nhuận và tăng trưởng, làm cho muôn loài vạn vật đều được gọi nhuận ân huệ. Ấy là được chứng đạt cái chân lý thâm quyền của đạo đức. Xuyên qua lời hỏi của ông Chánh và lời đáp quả của Đức Thầy, chúng ta phải công nhận đây là một bài học quý giá. Không riêng ông Chánh mà còn có ý dạy chung cho tất cả những ai tu hành muốn đạt nơi cứu cánh của đạo Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.